Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Mẹo nhanh 247. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tải cũng như là đăng nhập vào trong game FC Mobile Hàn Quốc này ở trên điện thoại Android nhé. Hiện tại mình đã tải game này sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ xóa game đi và hướng dẫn các bạn cách tải cũng như là đăng nhập lại từ đầu nhé. Mình sẽ xóa game đi. Rồi. Rồi đã gỡ cài đặt FC Mobile. Thì cái game này ngày xưa nó tên là FIFA Mobile Hàn Quốc thì bây giờ nó đổi tên thành FC Mobile Hàn Quốc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để cách để mà tải luôn nhé Thì đầu tiên các bạn sẽ lên trên cửa hàng Google Play Nếu như mà là cửa hàng Google Play của Việt Nam Thì tìm game sẽ không có rồi nhé Cho nên là các bạn sẽ phải gõ từ khóa tìm kiếm cho mình Là VPN Dấu cách Korean Korean Đây VPN Korean Các bạn sẽ bấm vào nhé Tìm Rồi sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống Các bạn có thể là tải một app VPN bất kỳ nào có thể là fake IP được qua bên Hàn Quốc nhé Thì mình sẽ tiến hành tải cái app có tên là VPN Korean Secure Thì cái app này ở cái phần giữa của nó nhá, Nó có cái chữ VPN Mà cái chữ mà màu xám ấy nhá. Các bạn sẽ tiến hành bấm vào app này Sau đó các bạn sẽ bấm vào cài đặt Thì ở đây mình không khuyến khích là các bạn phải tải cái app VPN này nhé Các bạn có thể là tải app VPN khác Có thể là bật VPN qua bên Hàn Quốc là được nhé Rồi các bạn bấm vào cài đặt này Rồi, sau khi mà cài xong rồi thì các bạn sẽ tiến hành thoát đây. Các bạn đóng hết tất cả lại. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành vào lại cái app VPN mà các bạn vừa mới tải nha, các bạn sẽ nhấp vào nó. Rồi, các bạn bấm vào màn hình. Rồi, thì bây giờ nó sẽ xuất hiện lên cái quảng cáo nha các bạn, bấm vào tiếp tục đến ứng dụng này các bạn bấm vào. Ở đây thì nó sẽ hiện lên là CU4 thì ở đây nó sẽ là CU ngẫu nhiên nhá. Ở đây các bạn có thể là bấm vào cái phần mũi tên này để mà chọn quay bên các cái xe khác Nhưng mà ở đây mặc định của nó thì để xe 4 thôi Có thể là của các bạn có thể là xe 7 Hoặc là xe 10 hoặc là xe un gì đó Bây giờ các bạn sẽ bấm cái chiếc connect ở đây này Yêu cầu kết nối nhé các bạn bấm vào ok Ở đây thì nó lại xuất hiện lên cái quảng cáo các bạn bấm vào đóng quảng cáo nhé Các bạn đóng quảng cáo lại Rồi và các bạn thấy cái phần cái dấu tích V ở đây này màu xanh dương này là chúng ta đã bật VPN thành công nhé, cũng như là bên trên nó có cái chìa khóa hoặc là có chữ VPN là thành công rồi. Bên dưới là nó ghi là mấy cái KB này nó đang chạy là các bạn đã bật VPN thành công, là cứ như thế này là đã bật VPN thành công nhé. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành thoát ra ngoài. Rồi khi mà các bạn thoát ra ngoài rồi thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào cho mình đến cái phần cài đặt của máy. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái phần ứng dụng, rồi các bạn tìm đến cái phần cửa hàng Google Play và các bạn tiến hành xóa dữ liệu của nó đi. Hoặc là các bạn muốn nhanh thì các bạn sẽ bấm vào giữ chặt của cửa hàng Google Play bấm vào giữ chặt 2 giây sau đó các bạn nhấp vào chữ Y ở đây nhé nhấp vào chữ Y sau đó các bạn sẽ kéo xuống tìm cho mình đến cái mục đó chính là lưu trữ ở trên những cái dòng máy Android khác thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần bộ nhớ hoặc là dữ liệu thì nó sẽ ra cái phần xóa dữ liệu nha như máy Samsung thì sẽ nhấp vào lưu trữ ở đây các bạn sẽ nhấp vào lưu trữ Sau đó các bạn sẽ tiến hành bấm vào cái phần xóa dữ liệu Thì các bạn chỉ cần biết là các bạn xóa dữ liệu của cửa hàng Google Play là được Xóa dữ liệu, bấm vào xóa Cái việc xóa dữ liệu này nó không ảnh hưởng gì đến cái chiếc điện thoại của các bạn Cũng như là những cái ứng dụng khác nha Cho nên là các bạn đừng có lo Sau đó các bạn sẽ bấm nút Home để thoát ra ngoài Khi mà các bạn thoát ra ngoài rồi thì các bạn chờ cho mình nhé Bạn nào mà máy yếu thì các bạn chờ cho mình khoảng 1 phút Trở lên các bạn hãy bấm vào trong cửa hàng Google Play Còn bạn nào mà máy mạnh thì các bạn chỉ cần đợi khoảng 15 giây trở lên thì các bạn có thể là bấm vào trong cửa hàng Google Play được rồi tại vì các bạn xóa dữ liệu của cửa hàng Google Play thì nó cần phải có thời gian ngắn để mà tải lại dữ liệu nhé bấm vào cửa hàng Google Play này đó bây giờ thì nó đang tải lại dữ liệu cho nên là nó loát hơi chậm nha các bạn đợi cho nó tải dữ liệu nha đó nó đang tải dữ liệu đó <laughs> rồi bây giờ các bạn sẽ tìm kiếm nhé các bạn gõ là FC Mobile bấm FC Mobile thì nó sẽ ra game của chúng ta đây các bạn sẽ tiến hành nhấp vào bên dưới thì nó sẽ có những cái game của Hàn Quốc khác nhé nha đó cũng như là các cái game quốc tế như là e football này bây giờ các bạn sẽ tiến hành bấm vào FC Mobile chữ Hàn Quốc này và các bạn sẽ tiến hành bấm vào chữ cài đặt để mà cài đặt game nhé trường hợp nếu như mà các bạn không tìm cái game là do máy của các bạn nó bị kém VPN nhé nếu như mà không tìm cái game thì các bạn quay lại cho mình quay đây nếu như mà không tìm cái game thì các bạn sẽ bấm vào tài khoản Google của các bạn sau đó các bạn bấm vào mũi tên ở đây và các bạn sẽ tiến hành đó chính là chuyển qua tài khoản Google khác nhé. Nhưng mà máy của các bạn bắt buộc là phải có hai tài khoản Google nhé thì mới có thể là chuyển qua chuyển lại được. Thì các bạn chỉ cần có hai tài khoản Google để mà chuyển qua chuyển lại thì sẽ được nhé. Các bạn bấm vào nó. Máy mà nó bị kén VPN là các bạn phải có hai tài khoản Google để mà đổi qua tài khoản Google khác. Sau đó các bạn sẽ tìm game là FC Mobile. Rồi thì nó sẽ ra và các bạn bấm vào và các bạn tiến hành đó chính là tải. Trường hợp nếu như mà các bạn đổi sang cái tài khoản Google khác rồi mà các bạn vẫn không tìm cái game thì mình nghĩ rằng do cái VPN của các bạn nó đã gặp vấn đề thì như vừa nãy mình chuyển qua bên c 4 đúng không mà không tải được ấy, thì các bạn có thể là chuyển qua bên Seoul 7 hoặc là Seoul 5 hoặc là Seoul 8 sau đó các bạn chuyển vùng lại theo hướng dẫn của mình thì sẽ được còn nếu như mà vẫn không có tìm cái game nữa thì các bạn sẽ tiến hành đổi cho mình sang cái FVPN khác các bạn bật VPN bằng app khác qua bên Hàn Quốc sau đó thì các bạn chuyển vùng lại theo hướng dẫn của mình thì sẽ tìm được game và sẽ tải được nhé. còn trường hợp nếu như mà đổi sang app VPN khác mà vẫn không tìm được thấy game thì mình nghĩ là do cái tài khoản Google của bạn nó gặp vấn đề. bây giờ thì các bạn chỉ cần đăng xuất hết cái tài khoản Google của các bạn ở trong máy ra. sau đó các bạn tạo cho mình một cái tài khoản Google mới tinh và các bạn chuyển vùng lại theo hướng dẫn của mình thì sẽ được nhé. rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vào nút cài đặt để mà cài đặt game này. Đó, trong video mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để mà sửa lỗi khi mà các bạn không tìm cái game được rồi đó các bạn chỉ cần làm theo cái hướng dẫn của mình thì sẽ tìm cái game hiện tại thì nó đã tải được không phần trăm nhưng mà cái quá trình tải này thì nó sẽ hơi lâu nha cho nên là các bạn sẽ tiến hành bấm vào đa nhiệm ở đây đó đã tải hai phần trăm kìa các bạn quay lại cái FVPN mà các bạn vừa dùng các bạn bấm vào cái dấu tích ở đây để tắt kết nối nó đi bấm vào disconnect để mà tắt kết nối sau đó các bạn bấm vào đa nhiệm ở đây các bạn quay lại cái cửa hàng Google Play thì khi mà các bạn uh, tắt cái VPN đi rồi thì cái game của các bạn nó sẽ tải nhanh hơn rất là nhiều nha Đó các bạn thấy là game của mình tải rất là nhanh Đã tải được 100% rồi bây giờ mình sẽ đợi cho nó cài đặt thôi Rồi bây giờ mình có thể bấm vào game để mà chơi Nhưng mà khi mà các bạn tải xong rồi Thì các bạn có thể là xóa cái app VPN đi Xóa cái app này đi nhé Khi mà các bạn xóa cái app VPN này đi thì Cái cửa hàng Google Play của bạn nó sẽ tự động chuyển về Việt Nam nhé Bấm vào xóa FVPN. rồi Uh, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thứ hai để mà tải game này thì các bạn có thể là tải ở trên trang web apkcombo.com hoặc là các bạn có thể là tải trên tap tap hoặc là tải trên qr app tuy nhiên rằng mình không khuyến khích rằng các bạn tải trên apk nhé tại vì nó có thể là ảnh hưởng đến máy của các bạn mình khuyên rằng các bạn nên tải theo cái cách chuyển vùng google play của mình thì nó sẽ an toàn cho máy của các bạn hơn nhé rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành bấm vào game để mà đăng nhập vào đó cho phép thông báo hoặc mình sẽ bấm cho phép hoặc là không cho phép đều được nhé được rồi khi hiện dòng chữ này các bạn sẽ nhấp vào nó rồi khi mà tải dữ liệu xong thì các bạn sẽ bấm vào chữ hàn quốc này nhấp vào để chơi ở đây thì nó sẽ có nhiều hình đăng nhập nhé bằng facebook google bằng tài khoản apple hay là một số những cái tài khoản khác này thì các bạn mình sử dụng facebook để đăng nhập thì mình sẽ bấm vào facebook nha các bạn dùng tài khoản nào đăng nhập thì các bạn bấm vào Được rồi, và hiện tại thì mình đã vào trong game nhé Rồi, mình bấm vào cái phần đây để đóng những cái thông báo lại đó rồi, và hiện tại thì mình đang có mặt ở trong game này rồi Bây giờ thì mình có thể là bấm vào game để mà tiến hành chơi Thì tuy nhiên là cái game này nó sẽ có cái ngôn ngữ Hàn Quốc nhé Nếu như mà bạn nào mà không hiểu ngôn ngữ Hàn Quốc ấy, Thì các bạn có thể là đây, này. mình sẽ vào một cái bất kỳ nữa Nếu như bạn không có hiểu ngôn ngữ thì các bạn có thể là tiến hành chụp ảnh màn hình của các bạn lại đó chụp ảnh màn hình lại sau đó thì các bạn sẽ tiến hành thoát ra không hiểu ngôn ngữ của trò chơi thì các bạn sẽ tiến hành vào lại cho mình chụp ảnh màn hình nhé sau đó các bạn vào trong mình đến cái app có tên là Google dịch này các bạn có thể là tải trên Google Play hoặc là app to nhấp vào nó tải app Google dịch về sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái phần đó chính là phát hiện ngôn ngữ nhé và dịch qua tiếng Việt sau đó các bạn bấm vào phần máy ảnh ở đây các bạn bấm vào trò chơi này à bấm vào cái phần ảnh rồi các bạn bấm vào cái ảnh mà các bạn muốn dịch ngôn ngữ đó khi mà các bạn chụp ảnh uh, màn hình rồi thì nó sẽ dịch ngôn ngữ cho các bạn nha đó các bạn có thể thấy là cái ngôn ngữ của nó này, biểu tượng vĩnh cửu này cần mở khóe này đó thì nó sẽ dịch ngôn ngữ cho các bạn qua bên tiếng việt nếu như mà các bạn uh, không hiểu ngôn ngữ của trò chơi thì nó sẽ dịch cho các bạn đó rồi và trong video này mình hướng dẫn các bạn cách tải cũng như đăng nhập vào trong game này để chơi nhé các bạn thích video này nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận dưới dưới để cho youtube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh youtube mẹo nhanh 27 mình chào các bạn và hẹn gặp lại like các bạn ở trong những video tiếp theo